Xin chào tất cả các bác xem video. Nay là em quay hướng dẫn cái cách mà cạo miệng ngắn với kết hợp với ép khí ethylene. Đấy, cái cách làm của em nó là như thế này. À, cái cây này là em, cây này là bị cụt ngọn này. Cụt ngọn do mấy năm trước là nó bị gió ấy, quật cụt hết cả cái ngọn đi. Thì em lấy cây này là khoan là không có mủ nữa rồi. Thế là em lấy cái này ra làm cái video hướng dẫn cho đỡ phí cây. Đấy. Cách làm của em là như thế này. Đấy, các bác mới đầu tiên đấy là phải bấm một cái máng mưa. Em lấy cái máng này làm ví dụ thôi, không chơi cái máng to như thế này. Cái máng mưa của nó là có dày tầm này thôi mà. Nó không phải to như thế này, mua cái như thế này đắt tiền lắm. Thế bấm một cái máng mưa. Trước tiên bấm máng mưa rồi cạo cái da me này đi, xong mình mới bấm ghim vào nhựa mới ăn. Rồi xong cái là mình mở một cái miệng nhá. Mở miệng là 15 phân. Các bác cứ mở 15 phân cho em, đừng có mở 10 phân. Mở 10 phân là đôi lúc là nó bị những cái cây mà nó yếu ấy, là nó ra sản lượng kém lắm. Cho nên là phải mở 15 phân như thế này này. Đây, mở. Là cách làm của em là mở hai miệng nhá, không phải mở một miệng đâu. Phải mở hai miệng. Đây, miệng đấy và cái miệng bên này. Cái này thì mở để làm ví dụ thôi. Đấy là nó làm xấu xấu như thế này thôi. Đấy. Thế là mình mở hai miệng như thế này này. Mở xong hai cái miệng là mình trang bị đầy đủ hết rồi này. Như thế này này. Tại sao lại phải làm hai miệng? Khi mình làm hai miệng ấy là nó giảm thiểu được cái khô miệng cạo ấy. Cái vấn đề khô miệng cạo là mình nó giảm ghê gớm lắm. Một năm thì giỏi lắm thì khô tầm cỡ một lô 500 cây, nó khô tầm cỡ 3-4 cây thôi. Nó không khô nhiều. Còn chẳng hạn mình nếu mà mình cạo một miệng ấy, cạo mà ép khí như thế này ấy, thì có những nhiều cái vườn là nó khô tới tận cả 20 năm 30 cây. Có vườn còn cao hơn. Đấy. Thế cho nên là phải mở hai cái miệng. Hai miệng là cái tác dụng của nó là giảm được khô miệng. Và cái cách làm là nó như thế này này. Khi mình mở xong cái miệng này rồi, thế là bắt đầu mình đóng cái nắp chóp này vào. Đấy, sử dụng cái bộ túi nhún. Bộ túi nhún hoặc là bộ túi PVC hoặc túi dẻo không đẩy đều được hết. Bộ túi nào cũng được hết. Thì cứ hiểu rõ cái tính năng của từng túi ấy thì là được. Đấy, em là em sử dụng cái loại túi nhún như thế này. Đấy, cái này là làm mô phỏng thôi. Đóng vào đây nhá, đừng có đóng xa quá. Đóng gần gần này thôi. Là mình căn này. Một tháng là mình cạo đi D3 hoặc D4 thì cạo được khoảng cỡ một lô này là mình cạo được 10 dăm. Tính thế đi, đi D4 thì cạo 7 dăm, 10 dăm tính cho đi dăm dày luôn đi, cho dăm 2 ly đi. Thì là 10 dăm là 12-20 có hết 2 phân thôi. 2 phân này là các bác là cứ đóng là cứ cằn từ miệng này xuống cái mép của cái nắp chóp này là 2 phân. Thế là được. Đấy, các bác đóng gần gần đấy thôi. Đóng xa quá thì mai kia lại không có chỗ nào mình đóng nắp chóp nữa đấy. Là đóng chính giữa như này nhá. Đóng lệch qua bên này thì cũng không được nhá. Mày lệch qua bên này là mai kia là nó bị rộp ra ở cái vùng này lên này. Đây. Rộp ra ở cái vùng này nhìn nó xấu cây. Là các bác cứ đóng vào giữa như này. Thế là mình cứ cạo đi là nó chỗ nào mà nó rộp ra nó dư khí ấy. Là mình cạo bay đi luôn là nhìn cây nó rất đẹp. Và mình cạo, mình đóng khí vào đây, rồi xong ấy là mình đi cạo. Nhát đầu tiên mình cạo ấy là mình cạo nửa miệng này này. Đấy, theo tài liệu ấy là phải cái miệng cạo này này, miệng 10 phân hoặc 15 phân là mình phải đi 3 lát. Đấy, nhát đầu tiên ấy là mình cạo khúc này thôi, chia cái miệng này ra thành 3 phần. Đấy, thế nhát thứ 2 là mình cạo thêm phần nữa, còn nhát thứ 3 là cạo hết. Là bắt đầu bơm khí. Đấy là cái túi PVC. Còn cái túi này ấy thì các bác làm như thế này. Tháng đầu tiên ấy các bác cạo nửa cái miệng này xuống này. Đấy, đặt dao vào kéo phát xuống như này. À, cái nhát đầu tiên các bác cạo ấy làm y như thế. Đấy, cái nhát thứ hai ấy thì nếu mà cái thấy sản lượng của nó nhiều ấy, nhiều hơn cạo truyền thống tầm 30%. Ví dụ như cái lô 500 cây này mình cạo áp khí mà cạo truyền thống mà được khoảng cỡ một tạ, cái sản lượng trung bình ấy mà mình
bắn khí vào rồi ấy, là mình bắt đầu là mình cạo như thế này ấy, là nó lên được tạ rưỡi, thì nhát thứ hai ấy, là các bác là để dao lên trên này này, kéo một tí, chưa đục đâu nhá, chưa đục vào đây ấy, chưa vuông hậu nhá, đừng ấy vuông hậu, thì các bác kéo một phát ra đây nữa, thế cái sản lượng của nó ấy, nó vẫn duy trì hoặc là nó giảm xuống tầm cỡ 20 cân, thì nhát thứ ba ấy các bác là cạo một phát hết này luôn, cạo hết sạch luôn nhá, cạo hết miệng. Tại sao lại phải cạo như thế? Là cạo như thế là để tránh cái tình trạng là nó bị nhát đầu tiên ấy, mủ là mình cạo nó chảy ra quá nhiều đi, xong đến nhát thứ hai, thứ ba là nó bị giảm đột ngột luôn ấy. Khi mà nó giảm đột ngột như thế là nó dẫn đến cái hiện tượng khô mủ ấy, suy tuyến mủ là nhanh lắm. Thế là nhát thứ ba các bác cạo phát xong rồi này, là lúc đấy là cái lượng khí ở trong cây này là nó cũng chảy theo mủ này, nó ra bớt đi rồi. Khi là nó ra rồi ấy thì là cái sản lượng ấy chắc chắn là sẽ tụt. Thế là các bác từ nhát thứ tư là cứ cạo nhá. Thì nhát đầu tiên đi D4, nhát thứ hai đi D4, đến nhát thứ ba ấy là nếu các bác thấy cái sản lượng mủ nó giảm ấy thì các bác đi lại D3 nhá. Đi D3. Từ nhát thứ tư đổ đi là đi D3. Như cái túi này ấy là em làm ấy là nó, nếu mà cạo truyền thống này ấy, đóng một phát là cạo được 10 phát luôn ấy. Đấy là đối với cạo, còn đối với khoan nó được chỉ có 7-8 phát thôi. Đấy là cây nào nó sung ấy nha. Thế từ nhát thứ tư là các bác cứ cạo D3 là cứ vẫn cạo y như cạo truyền thống ấy, cứ cạo đi này thôi. Đấy, cạo này nếu mà nó vướng cái này là các bác rút hẳn luôn ra đi, cất luôn. Thế là các bác cạo hết một tháng rồi. Một tháng ấy. Nhưng sử dụng cạo miệng ngắn như này ấy là cái túi này ấy là đóng đúng một lần và bơm khí đúng một lần thôi là hết một tháng rồi, không cần phải bơm lần thứ hai nữa. Thế hết một tháng này ấy nha, đến hết một tháng rồi thì là mình bắt đầu mình chuyển nha, mình bỏ hẳn cái miệng này luôn, bỏ hẳn cái miệng này. Thế là mình rút cái này về, xong ấy là mình đóng qua bên này. Bắt đầu sang tháng thứ hai là mình khai thác cái mạch ở bên này này, để cho mạch ở bên kia nó nghỉ. Đấy, khi mạch bên kia nó nghỉ ấy, thì là mạch bên kia nó bắt đầu nó hồi phục lại những cái tuyến mủ ấy. Thì là các bác cứ lấy bên này y như thế. Các bác lấy đúng một tháng sau các bác lại chuyển ngược qua bên này. Các bác lấy cái kiểu như thế này ấy, thì là nó hạn chế được khô miệng cạo này. Đấy, hạn chế được khủng khiếp lắm. Tính cái độ hao dâm của cái cách làm hai miệng này như của em ấy là cứ một năm ấy là các bác chỉ có cạo cái miệng này này hết có 10 phân thôi. Từ đây xuống đây là 10 phân. Mặt bên kia ấy, cái miệng bên kia cũng 10 phân, cộng lại là 20 phân trên một năm. Đấy là đối với cái người mà cạo dâm dày, còn cạo dâm mỏng thì nó không tới. Cái độ hao dâm của nó chẳng hạn như em mở từ đây xuống dưới này này. Đấy, cái gốc này này. Các bác nào có cây nào mà nó vẫn còn cao y như này ấy, thì từ đây xuống kia là khoảng mét mốt. Đến đâu đến gốc, tận gốc, sát gốc là mét 2. Sát gốc mét 2 thì mình chỉ có cạo được mét thôi, còn trừ 20 phân ra là cái mình phải để chén buộc kiềng với lại đóng cái máng dẫn mủ này chứ. Thì là từ đây các bác cạo, nếu mà từ đây mà chạy xuống được đến hết dưới kia là mỗi năm cho là một mặt này hết 10 phân. 10 phân thì hết khoảng cỡ 10 năm. 10 năm mới hết cái mặt cạo như thế này này. Đấy. 10 năm đấy. 10 năm là hai cái miệng này này là cạo xuống đến cái gốc kia kìa. Đó, 10 năm mới hết ra như thế. Thế là tính ra cái tỷ lệ mà nó lợi ra là khủng khiếp luôn. Đấy, cách làm như thế các bác cứ cố gắng mà áp dụng thử xem. Bảo đảm với các bác là cây nhìn đẹp cực kỳ luôn, ít bị khô miệng. Đấy, chỉ trừ trường hợp cây nào yếu lắm thì mới bị khô miệng thôi. Và làm đúng y như này. Cái này là em đang chia sẻ là làm ở cái miệng ngửa. Còn cái miệng cả úp ấy thì đã đục lên cao rồi ấy, thì lúc đấy video sau thì rảnh rảnh em làm em hướng dẫn cái video sau cho.
Và đây, sử dụng cái này là thoải mái. Mình sử dụng cái nắp chụp này này. Đấy, cái nắp này là sử dụng cho cạo miệng ngắn này, này và cạo truyền thống này. Cái nắp này ấy thì kiểu cái cổ nó cao. Thế này là mình úp như này này. Mình đặt, mình úp vào đây. Đó, úp vào như thế này. Thế thoải mái, mưa thì cỡ nào chả sợ đâu. Đấy. Thế này là... Đây, thế này là cái kiểu là cái chỗ... cái máng mủ này là nó cao ấy. Thì mình rút ra mình chút mủ như thế này này. Nó không vướng này. Đây, nó không bị vướng. Đó. Thì các bác cứ cố gắng làm như thế này. Và bắt cái kiềng này này. Thì em chỉ cho cái kiềng... cái kiềng này nhá. Cái kiềng là mình phải buộc dây. Cái kiềng này là cái kiềng truyền thống này, buộc dây. Còn cái kiềng này em chế lại này, làm các bác làm đúng y như này, mua một cái sợi kẽm và quấn luồn qua như thế này là mình không cần phải buộc dây nữa. Thao tác lắp đặt thì rất dễ dàng, di chuyển chỗ nào cũng được. Đấy. Đây, để phát như thế này là được. Ôi giời, chắc vô địch luôn. Như thế này thì chả bao giờ rớt tô. Một tay lắp đặt còn được mà tháo cũng dễ dàng luôn này. Cái kẽm làm tay này là kẽm Bali nhá. Cái kẽm này này, kẽm dẻo mới được nhá, còn kẽm cứng ấy thì là nó ăn vào gỗ ấy. Lắp một tháng là nó tự động nó kéo nó ăn vào gỗ luôn ấy. Cắm sâu lên gỗ luôn ấy. Đấy. Thấy cái kiềng nhá, kiềng nó phải cỡ đấy. Kiềng này chế lại. Đó. Chắc lịch luôn. Đấy. Các bác không có điều kiện làm cái kiềng vạn năng kia thì chơi hẳn cái loại y như này này. Đấy, tận dụng chỉ mua kém thì uốn cái này không thôi. Vâng, đấy là cái cách mình cạo miệng ngắn. Nãy em chia sẻ như thế rồi. Như này thì cũng gọi là kỹ rồi. Làm như này là nó hiệu quả vô cùng luôn. Nhớ là đừng có mở miệng 10 phân ấy, 10 phân là nhiều lúc là sản lượng nó kém lắm ấy. Và tóm lại ấy là cứ mình mở miệng như này, khi mình cạo ấy là từ nhát thứ tư đổ đi ấy là mình đi D3. Đấy, còn từ nhát thứ nhất đến nhát thứ tư ấy thì là mình đi D4. Để nó mới đồng đều cái sản lượng trong giữa các nhát, nó không bị giảm quá. Ví dụ như cái vườn của mình ấy cạo 150 nhà lô 500 cây cạo được một tạ rưỡi nhát đầu, thì cái nhát cuối ấy thì nó còn tầm cỡ, còn nhát thứ 10 ấy, nhát cuối ấy nó còn tầm cỡ 80 cân. 80 cân thì lúc đấy thì mình chuyển hẳn qua cái vùng da bên này mình lấy rồi. Thế thì chia, các bác cứ cộng tất cả các số ký trong vòng 10 nhát đấy ấy, một tháng mình khai thác ấy, cộng tất cả lại và chia đều ra là nó ra một cái sản lượng trung bình là một nhát được bao nhiêu. Thế là ra cái sản lượng trung bình là mình đối chiếu với cạo truyền thống có đạt hay không. Các bác cứ làm theo cái cách của em nói như thế này ấy, là độ ấy. Ví dụ như nhát đầu 150 cân thì độ nó xuống như cao su già ấy thì 34 hoặc 35. Thì cái nhát cuối nó phải lên đến 41 và 42 độ. Đấy, làm như thế này là mình cứ lấy ở khung... độ là từ 34 cho đến 42 độ là đẹp nhất. Nó không động mủ chén nhiều. Đó, buổi chiều là cứ tầm 3-4 giờ đi cạo. Xong cái sáng đi chút vậy thôi, làm như thế này là nó rất đẹp, rất ổn. Đấy, cứ nhớ là làm theo cái công thức như thế. Còn làm một miệng ấy thì rủi ro nhiều bác dính rồi. Một miệng ấy. Đấy, là một miệng cứ thế mà cạo xuống đây nhiều bác chính rồi. Sản lượng nó tụt với lại chết miệng nhiều lắm. Bệnh cây nữa. Đấy. Thôi, chúc các bác làm thành công nhé. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.